đây có chú cào cào này. Chú cào cào đang bơi ở trong nước này. Bây giờ mình giải cứu nha. Chú cào cào là sống trên cạn chứ không sống ở dưới nước đâu các bạn ạ. Đây là bạn ấy đang bay vào đây, đang bị các bạn cá đang trên đang bắt nạt này. Bây giờ mình sẽ giải cứu chú cào cào nha. Bye bye bạn nha. Cho bạn lên lá cây nha. Bye bye bạn nha. Ui bạn ấy không xuống này. Bạn ấy không xuống tè này. Xuống đi bạn ơi. Bạn ấy cứ muốn bỏ tay mình cơ. Bạn ấy không chịu xuống này. Xuống đi bạn cào cào ơi. Cào cào, xuống đi nào. Xuống nào. Không xuống đâu các bạn ơi. Cái bạn cào cào này. À chú cào cào ơi, mình trèo lên cây nào. Đấy. Ui xỉnh quá. Chú cào cào nha, sống khỏe sống may mắn nha. Tạm biệt chú cào cào nha. Ở đây chúng ta có nhiều con vật không biết các bạn ơi. Này, giới thiệu các bạn nha. Đây là chú rùa nha. Mình sẽ thả chú rùa vào nước nhá. Cho chú rùa bơi. Đấy là, ui nước đầy quá. Mình bỏ bơi nước mà. Đấy, mình bỏ bơi nước. Đấy, nước sông xé chú rùa bơi này. Các bạn nhìn chú rùa bơi có yêu không? Nào, hey, các bạn ơi, mình giới thiệu các bạn đây là chú rùa to nhất trong loài rùa này. Ui, yêu quá, chú rùa của mình màu xanh nha. Đấy, nhìn chân này, nhìn mặt chú ấy này. Ôi, xinh không này. À, chú đang bảo là thả mình xuống nước đi, mình muốn bơi với anh rùa cơ. Được rồi, bây giờ mình sẽ thả bạn xuống nước để bơi cùng anh rùa nha. Hai bạn bơi cùng nhau vui vẻ hạnh phúc nha. Đây các bạn ơi, mình có một chú cá mập biển này. Đấy là mồm bạn ấy này. Mồm bạn ấy đang bảo là hello các bạn, ngày mới tốt lành các bạn nha. Bây giờ mình sẽ thả bạn ấy xuống nha, cho bạn ấy bơi nha. Ôi hiểu quá, bạn ấy bơi lặn luôn xuống nước rồi kìa các bạn ơi. À mình lại có thêm một chú rùa bé này này. Xinh không? Ui xinh quá. Xinh như các bạn đang xem video của mình đấy. Ừ yêu lắm. Yêu thương các bạn nhiều lắm. Bơi nha. Ấy bơi yêu không này các bạn ơi. Tiếp nha. Mình sẽ có một chú cá coi. Vậy chú đấy nó bảo thả tôi ra. Ừ được rồi. Mình sẽ thả bạn xuống bơi nha. Bơi đi cá nha. Ấy chú cá bơi đẹp không này các bạn ơi. Ôi chú rùa này ơi đáng yêu quá. Bây giờ mình sẽ thả nha, chú cá coi nha. Đấy, cái mồm xinh quá này. Đây nào, bơi đi bạn ơi. Ui. Tiếp theo nha, mình sẽ có một chú cá ba đuôi màu vàng này. Ui, các bạn nhìn này, đẹp chưa này. Ui, xinh thế, yêu thế. Bây giờ mình thả xuống cho bạn ấy bơi nha. Các bạn nhìn bạn ấy bơi nha. Ai, đẹp không? Ui, xinh đấy nha. Đâu, mình có một chú ếch nhỏ. Mình là chú ếch nhỏ màu xanh lá cây. Mình cực kỳ đẹp trai luôn. Mình rất là yêu quý các bạn. Các bạn yêu quý mình không? Mình có đôi mắt thật là đẹp, đẹp như mắt của các bạn ấy. Ui yêu lắm. Bây giờ sẽ thả chú ếch xuống đây bơi nha. Chú ếch bơi đi nào. Ui chú ếch bơi nhanh thế. Chú ếch bơi đáng yêu quá này các bạn ơi. Ấy nhìn chân ếch đang đạp kìa, đang đạp nước bơi kìa. Mình có một kiểu bơi ếch đúng không? Đấy, bơi ếch là bơi giống như thế này này các bạn ơi. Thì bơi đáng yêu vụ này nha. Mình sẽ thả, mình vừa thay nước cho các bạn ấy. Bây giờ mình sẽ thả vào nha. Các bạn ơi, đây là chú cá mập biển màu đen nha. Đấy, cái mồm bạn ấy này, mồm xinh quá này. Mắt to tròn màu đen luôn. Mồm bạn ấy đang bảo là các bạn ơi, bấm like theo dõi kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Bây giờ mình sẽ thả bạn mập biển xuống cho bạn ấy bơi này. Đấy, bơi đi nào. Úi, nhìn mấy chú rùa, mấy chú cá đáng yêu quá này các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ có một chú cá coi. Màu gì đây các bạn ơi? Chú cá coi màu trắng. Chú đang bảo là cho mình xuống chơi với các bạn đi. Mình muốn xuống chơi với các bạn lắm rồi. Được rồi, bây giờ mình sẽ thả bạn xuống chơi với các bạn nha. Ấy, yêu quá. Các bạn nhìn các chú cá và chú rùa có đáng yêu không? Cả chú ếch này đáng yêu xinh đẹp quá các bạn ạ. Đây, tiếp theo mình sẽ thả chú cá coi xuống này cho bạn bơi này. Đây, chú cá coi màu vàng. Nào, bơi nha. Chú cá coi màu cam. Bơi nào, bơi cùng các bạn nào. Mình sẽ thả tiếp nha. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Ui, các bạn ơi, các bạn thấy mấy chú cá của mình có yêu không? Quái xinh không kìa. Đẹp quá. Ui, thích quá các bạn ơi. Đây, chú cá coi màu trắng nha. Các bạn ấy đang bơi lội tung tăng vui vẻ hạnh phúc đấy. Các bạn cũng vậy nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc giống các bạn cá nha. Các bạn nha. Đây mình có chú cua này. Cua ơi vào đây chơi với các bạn đấy. Chú cua đấy.
đây, còn một bạn cá nữa. Ui, đây chú cá coi bé nhỏ xinh xinh này. Ấy, cái mồm đấy, cái mồm xinh không kìa. Ui, xinh như mồm các bạn luôn. Rồi, video của mình đến đây thôi. Tạm biệt các bạn nha. Mình cảm các bạn cá ấy bây giờ phải ăn đây. Bây giờ các bạn cá đấy sẽ ăn ngoan. Ăn ngoan nha. Các bạn cũng phải ăn ngoan nha. Ăn ngoan để hay ăn chồng lớn nha. Yêu các bạn nhiều lắm. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Tạm biệt các bạn nha.